Quý vị đang quay trở lại với chương trình Dạy Cái Sổ và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 3, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần ACV đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị gồm có 4 thành viên. Hội đồng Quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần. Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, làm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần. ACV sẽ chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần từ ngày 1 tháng 4 năm 2016. ACV hiện đang quản lý đầu tư khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, gồm 7 cảng hàng không quốc tế và 15 cảng hàng không quốc nội, góp vốn một số công ty con và công ty liên doanh liên kết. Theo kế hoạch năm 2016, thì tổng kinh phí dự kiến cho đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không là hơn 5.800 tỷ đồng. Đồng thời, ACV cho biết là đang tập trung nguồn lực để đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F. Tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn bộ dự án là hơn 336.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 là hơn 114.000 tỷ đồng, chậm nhất hoàn thành vào năm 2025. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Ban chỉ đạo Cổ phần hóa và Ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Xuất sản Thành phố Hồ Chí Minh Vietsun về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, danh sách nhà đầu tư chiến lược được chấp thuận tham gia đấu giá gồm có Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Robunco, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế Anco và Công ty CJ Jeyedang Hàn Quốc. Số lượng cổ phần bán đấu giá là hơn 11,3 triệu cổ phần, chiếm 14% vốn điều lệ của Vietsun. Phiên đấu giá cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược của Vietsun sẽ diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 3 thành phố Hồ Chí Minh với giá khởi điểm là 80.100 đồng một cổ phần. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco DMC vừa thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016. Cụ thể, DMC đặt mục tiêu năm 2016 đạt khoảng 1.400 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế là 155 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 15%. Tuy nhiên, hiện tại thì DMC chưa có lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý tư năm 2015, thì DMC đạt gần 373 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm không đáng kể so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 42 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm thì công ty đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 17% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế gần 143 tỷ đồng, tăng gần 8%. Ngày 26 tháng 3 tới, thì Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol VNC sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, 475 tỷ đồng doanh thu, 37 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức tối thiểu là 15%. Hội đồng Quản trị VNC cũng sẽ trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ là 20% bằng tiền, trong đó tạm ứng 7%. Trong năm nay, ngoài tiếp tục đầu tư ra thiết bị cho hai trung tâm phân tích thử nghiệm 1 và 2 về các lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, môi trường v.v., VNC còn có kế hoạch nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài để đa dạng hóa thị trường. Ngày 27 tháng 3, Dabaco Việt Nam DBC sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên để thông qua phương án kinh doanh năm 2016 với kế hoạch đạt gần 8.500 tỷ đồng doanh thu, hơn 290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, thì Hội đồng Quản trị DBC sẽ trình đại hội phương án chia cổ tức năm 2015 là 25% và đề ra chỉ tiêu này cho năm 2016 là 15% với 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Trong năm 2016, thì DBC đặt mục tiêu đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 200.000 tấn một năm tại khu công nghiệp Hòa Mạc, Hà Nam. Đồng thời, đầu tư xây dựng nhà máy ép dầu tại Bắc Ninh với công suất là 180.000 tấn một năm, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Dự án này dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016-2017. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vicostone VCS dự kiến sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu quỹ chia thưởng gần 10,6 triệu đơn vị, tỷ lệ dự kiến là 24,99/100. Cổ phiếu này không hạn chế chuyển nhượng, cũng theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị dự kiến trình tại Đại hội Cổ đông thì Vicostone sẽ trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ là 40% mệnh giá. Năm 2015, thì Vicostone đạt doanh thu công ty mẹ là 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 473 tỷ đồng. Và năm 2016, thì công ty mẹ Vicostone đặt kế hoạch doanh thu là 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 590 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 23 và 24% so với năm 2015. Chuyển sang tin tức về thị trường chứng khoán Mỹ, thưa quý vị, kết phiên giao dịch ngày 16 tháng 3, thì Dow Jones tăng hơn 0,4%, S&P 500 tăng gần 0,6%, còn Nasdaq tăng gần 0,8%.
S&P 500 tăng điểm lên mức 2.027 điểm, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Sở dĩ Phú Quân có sắc xanh trên diện rộng là nhờ tuyên bố của Chủ tịch Fed bà Janet Yellen rằng sau cuộc họp chính sách tháng 3 kỳ này, Fed quyết định chưa vội tăng lãi suất. Dẫn đà tăng trên S&P 500 là nhóm nguyên vật liệu. Trong số 10 nhóm cổ phiếu của S&P thì có 2 nhóm giảm điểm là y tế và tài chính. Một động lực khác giúp Phú Quân tăng điểm là phiên bật tăng của giá dầu đến gần 6%. Thưa quý vị, nói rõ hơn về cuộc họp chính sách của Fed thì trong cuộc họp tháng 12 năm 2015, Fed cho biết là năm nay có thể tăng lãi suất 4 lần. Tuy nhiên, với sự lừng khừng của đà tăng trưởng kinh tế thì trong cuộc họp tháng 3 vừa kết thúc vào đêm qua thì Chủ tịch Fed bà Janet Yellen đã quyết định là sẽ chỉ tăng lãi suất 2 lần trong năm nay với tổng mức tăng lãi suất là 0,5%. Các chuyên gia cho rằng đây là một quyết định rất vừa vặn. Diễn biến của nền kinh tế đủ kém cỏi để chúng ta biết rằng sẽ không có chuyện Fed đẩy thị trường vào tình huống chi phí đi vay cao hơn. Mặt khác, mọi chuyện cũng đủ tốt để có thể tin tưởng vào tương lai tươi sáng của thị trường. Fed nói rõ là đà tăng trưởng kinh tế Mỹ và thị trường lao động vẫn đang tiếp tục. Diễn biến này cho phép Fed nâng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, sự bất ổn của kinh tế thế giới, đặc biệt là lạm phát chưa đủ mạnh, khiến Fed chưa chắc chắn về sự hồi phục vững vàng của kinh tế Mỹ. Sau tuyên bố của Fed, thì thị trường chứng khoán Mỹ và cả thế giới bật tăng, chỉ số đo lường biến động của thị trường giảm mạnh, giá đồng đô la Mỹ và vàng cũng giảm theo. Thưa quý vị, sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed chỉ 10 phút thì giá dầu đã bật tăng. Đây cũng là một động lực không nhỏ để Phú Quân tăng điểm trong phiên vừa qua. Giá dầu thô ở Mỹ hay còn gọi là giá dầu WTI tăng gần 6% lên mức gần 38,5 đô la một thùng. Còn giá dầu thô thế giới hay là dầu Brent cũng tiếp tục đà tăng và giao dịch ở mức hơn 40,26 đô la một thùng. Giá dầu đang trong đà phục hồi rất tích cực giữa lúc số giàn khoan dầu ở Mỹ đang giảm. Và dự kiến tại cuộc họp các nước xuất khẩu dầu diễn ra ở Qatar tháng sau thì các nước sẽ đưa ra kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu. Số liệu mới đây cũng cho thấy là trong tuần vừa rồi, tồn kho dầu thô ở Mỹ tăng 1,3 triệu thùng. Trong khi đó, khảo sát của Reuters thì cho rằng tồn kho tăng mạnh tới 3,4 triệu thùng. Mức tăng tồn kho dầu giảm cũng là do yếu tố cho thấy nhu cầu đang tăng lên nhờ giá thấp. Về cuộc họp của OPEC thì Bộ trưởng Dầu khí Qatar cho biết dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 4. Có khoảng 15 quốc gia trong OPEC và ngoài OPEC đóng góp sản lượng 73% vào tổng sản lượng dầu thế giới, đồng ý rằng sẽ cắt giảm sản lượng dầu. Thưa quý vị, sau 16 năm ấp ủ ý định thâu tóm hãng vận hành sàn chứng khoán London, London Stock Exchange LSE, hãng vận hành sàn chứng khoán Frankfurt và Deutsche Börse đã chính thức có được sự đồng ý của cổ đông hai bên để thực hiện thương vụ trị giá đến 30 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, thì trong tập đoàn mới, Deutsche Börse sẽ sở hữu 54,4% cổ phần, còn LSE sẽ sở hữu 45,6% cổ phần. Thương vụ này có thể tiết kiệm cho đôi bên 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Mặt khác, thì sau sáp nhập, thương vụ này có khả năng tạo ra một tập đoàn chứng khoán mới đủ sức cạnh tranh với hãng ACE sở hữu sàn chứng khoán NYSE của Mỹ và cũng như là sàn thị trường hàng hóa của Mỹ. Trong nỗ lực chinh phục sự đồng tình của các chính trị gia châu Âu, thì Deutsche Börse khẳng định là thương vụ sẽ giúp mở rộng thị trường vốn châu Âu. Mặt khác, Deutsche Börse cũng hứa rằng sẽ duy trì sự cân bằng quyền lực giữa Deutsche Börse và LSE bằng cách giao vị trí chủ tịch tập đoàn mới cho ông Donald Bryden là chủ tịch của LSE. Còn CEO của Deutsche Börse là ông Carsten Kengeter sẽ là CEO của tập đoàn sau sáp nhập. Mặc dù rất hứa hẹn nhưng thương vụ vẫn đang đối mặt với một số nghi vấn rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Anh rời khỏi EU và liệu giới chức châu Âu có gật đầu trước một thương vụ quá lớn như thế này hay không? Thưa quý vị, Sở Lao động New York, Mỹ vừa đưa ra số liệu cho thấy là trong năm 2015, Phú Quân đã có hơn 172.000 việc làm. Đây là con số lớn nhất kể từ sau khủng hoảng kinh tế 2008 đến nay. Đối mặt với áp lực biến động trên thị trường, hàng loạt các ngân hàng lớn của Mỹ buộc phải lên kế hoạch sa thải nhân viên và điển hình trong số đó là Citigroup. Thưa quý vị, một nguồn thạo tin của Citigroup cho biết là ngân hàng này sẽ sớm triển khai kế hoạch cắt giảm 2.000 nhân viên. Và mặc dù không có lời xác nhận chính thức, nhưng mà CEO của Citigroup là ông Michael Kobach cho biết, Citigroup phải đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến những hoạt động không thể tạo ra lợi nhuận. Citigroup sẽ tiếp tục tinh gọn đội ngũ và đưa quy mô hoạt động về đúng mức. Ngân hàng này cũng đã cắt giảm hoạt động của mảng kinh doanh bất động sản. Theo sau đó, thì cổ phiếu của Citigroup đã giảm gần 0,9% sau thông tin này. Ngoài Citigroup, thì nhiều ngân hàng khác đã tuyên bố cắt giảm nhân viên. Thưa quý vị, chuyển sang thị trường chứng khoán châu Á,
Kết phiên giao dịch ngày hôm nay, các chỉ số chứng khoán Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc tăng điểm, chỉ riêng có thị trường Nhật Bản là giảm điểm. Động lực chính tạo đà tăng cho các thị trường phiên vừa qua là quyết định chưa vội nâng lãi suất của Fed và đà tăng giá dầu. Mặt khác, giá dầu thô tại Mỹ và trên thế giới tiếp tục đà tăng tích cực của 4 tuần qua đã giúp cổ phiếu nhóm năng lượng ở khắp các thị trường tăng điểm, chẳng hạn như là Santos, Woodside Petroleum và Oysters của Úc, Inpex và Chevron Petroleum của Nhật Bản, Sinopec, PetroChina của Trung Quốc, v.v. Còn tại Úc thì nhóm khai khoáng tăng điểm mạnh mẽ với Rio Tinto và Fortescue Metals. Riêng tại Nhật Bản thì việc đồng đô la giảm sau quyết định của Fed đã đẩy đồng yên tăng giá, ảnh hưởng đến cổ phiếu của các nhà xuất khẩu. Mặt khác, cảnh báo tăng trưởng kinh tế ảm đạm của ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng làm chùng tâm lý của các nhà đầu tư. Vừa rồi là một số tin tức nổi bật về thị trường chứng khoán trong nước và thế giới. Ngay bây giờ mời quý vị đến với phần bình luận chuyên sâu.